trên đường về thì bị một cái xe nó tông ngang, nó đúng là T-bone luôn. Nó tông ngang thế này, cái xe của mình là upside down mấy vòng. Cái xe nó bẹp rúm, nó tan nát và bị một cái bị nứt một cái xương sườn. Em đang ngủ nhá, nửa đêm thì em nghe cái giọng ảnh run run. Ảnh nói là em ơi anh bị đụng xe rồi, em ơi anh bị đụng xe rồi. Có như là lúc đó tay chân em nó run. Khoảng 2-3 giờ sáng em chạy một mình em lên bệnh viện. Câu là có một buổi sáng khi mà cái vụ này nó xong, cái vụ xe nó được luật sư làm việc xong xuôi rồi thì mình được đền bù 10.000 á. Anh Hiệp chạy qua, anh Hiệp nói với em là em ơi có tiền làm đám cưới rồi, em ơi có tiền làm đám cưới rồi. Trời. Em nghe câu đó em thương dễ sợ luôn. Em nói nhiều cái tiền đụng xe để làm đám cưới. Xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay thì chúng ta lại trở lại với series chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Đây cả nhà ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đâu đây? Khám phá nhà ai, quậy phá nhà ai, gõ cửa nhà ai chưa? Chưa đang suy nghĩ ra được. À đúng rồi, hôm nay Thúy Nga sẽ đến gõ cửa thăm nhà một thành viên đã từng nổi đình nổi đám trong một ban nhạc tại Hà Nội. Rất là đẹp trai và rất là dễ thương ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau let's go. Nhà có chuông mà quên. Hello. Chào Quang Hiệp. Hello. Đây cả nhà ơi, yeah. Đây là một trong những thành viên nổi đình nổi đám một thời tại Hà Nội, đó là ca sĩ Quang Hiệp nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô đây để phá nhà phá cửa ảnh một bữa đi. Chào Thúy Nga. Trời ơi, lâu quá không gặp. Nay đàn ông mà mặc áo hoa quá. Đó. Cũng ít cũng đi lắm. Tại vì nghệ sĩ mà người ta có quyền, chứ không phải là tại vì là người ta thích hoa bông đâu nha mọi người. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hắt hiu soi dáng ngày cô đơn. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Vẫn anh trăng vàng óng mùa thu vàng, và vẫn gió thu sao sát vườn đêm. Sáng lên trăng mùa thu cho tóc buông dài, để mắt long lanh và tay trong tay lời thi thầm yêu. Đường xưa quen lối, tình rồi người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp ta đoan. Wow, trời ơi, mọi người ơi, đây là cái home studio. Ôi quá hoành tráng luôn á. Đó. Là coi như là ở đây là khách đến nhà là phải hát. Đúng rồi, đúng rồi, khách đến nhà phải hát luôn, Nga phải hát luôn đấy. Chứ không có cho ăn uống hay là... Từ từ đã hát bài để rồi ăn uống. Ôi trời ơi, sân khấu hoành tráng quá, tự nhiên em thèm ca ghê á. Mình đấy cũng đang tập bài để lựa bài để cho những cái chương trình livestream hàng tuần á. Ồ, là hàng tuần ở đây là Hoàng Hiệp vẫn làm livestream cho các ca sĩ đúng không? Đúng rồi, điểm hẹn music đấy. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Xong mỗi lần mà tới cái 10 nhưng mà năm hay không? Hay, nghe hay quá hay. Mà tôi nghe hát kỳ quá à. Tự nhiên 10 năm còn gặp từ tin đã cú. Là tự nhiên cái người ta thèm ăn củ khoai lang liền. Thôi nó không có vô. Nói chung làm gì thì làm, Thúy Nga vẫn không hợp với làm ca sĩ. Thúy Nga chỉ làm hài thôi mọi người ơi. Olistar Stada, thừa cân chẳng phải phân vân. Thôi anh Hiệp ơi, bây giờ mình vô mình trò chuyện đi. Mà Nga đặt chân vào đây nè, cái điều mà Nga thắc mắc nhất, tại sao
ca sĩ Hoàng Hiệp lại biến cái không gian phòng khách mình nó giống như một thánh đường ca hát, giống như một sân chơi hay sân khấu. Cái này là do mình quá đam mê cái nghiệp ca hát của mình, hay là mình tạo một cái không gian này để cho anh em nghệ sĩ khi nghĩ tới đến nhà Hoàng Hiệp là sẽ có một cái sân chơi thú vị để live stream, để ca hát, hay là như nào? Bản thân mình là một ca sĩ thì nó giống như là một cái nghiệp rồi. Mình không được hát ra thì mình cảm giác nó bị gọi là con chim mà không được cất lên tiếng hót ấy, thì nó khổ lắm. Đúng rồi. Cho nên là Hoàng Hiệp tìm mọi cơ hội, tìm mọi cách để mình được hát nhiều hơn nữa. Nếu như mình chỉ đi show vào cuối tuần thôi thì những cái ngày còn lại thì sao? Tại vì Hoàng Hiệp làm nghề, nhất là cái nghề nghệ thuật, rồi mình được học ở trong nhạc viện nữa, rồi Hoàng Hiệp cũng có mở những lớp thanh nhạc nữa. Bây giờ Thúy Nga cũng thấy đấy, mình có YouTube, mình có Facebook. Hiệp cũng nghĩ rằng là mình dùng YouTube, mình dùng Facebook để làm sao mình thứ nhất là quảng bá cho mình, thứ hai là mình cũng có cái sân chơi để quảng giúp cho các bạn trẻ mới vào nghề, cũng có một cái sân chơi để quảng bá tên tuổi cho người ta. Nam ca sĩ Hoàng Hiệp, ảnh là một trong những nhóm giao thời đình đám, và cái thời điểm đó là Nga nhớ là Hoàng Hiệp cùng thời với lại Tuấn Hưng nè, Hồ Hoàng Anh nè, Tú Dưa phải không? Đúng rồi. Rồi cũng trong cái nhóm group của anh Bằng Kiều nữa phải không? À, lúc đó thì Tú Dưa với Tuấn Hưng với anh Bằng Kiều là nhóm Quả Dưa Hấu. Còn Hiệp là có một nhóm khác. Xong rồi sau khi hai nhóm giã đám thì mình bắt đầu gộp lại thành một. Rồi lúc đấy sau là có Hồ Hoàng Anh này, Tú Dưa này, Tú Dưa, Hiệp với hai thành viên nữa là anh Thành trong nhóm The Big Toes, và một bạn nữa là bạn Tùng ở trong nhóm cũ của Hiệp nữa. Mà cái thời điểm đó thì là nhóm của mình hoạt động hát được bao nhiêu lâu thì nhóm giao thời thì hoạt động được hơn 2 năm, xong rồi thì cũng anh em cũng mỗi người một đường hướng riêng, là tự đi solo riêng. Đúng, solo hết. Nga nhớ thời điểm đó là Hiệp cũng có gia đình và hình như có hai đứa con ở bên Việt Nam nữa thì phải, đúng không? Rồi. Năm 2003 là Hiệp lúc đó là hát SEA Games lần đầu tiên ở Việt Nam. Và cũng là năm mà mình lập gia đình. Rồi năm 2004 là có cháu đầu tiên rồi. Wow, đúng là cũng ham vui sớm. là lúc đó thời điểm là mình đang ở trong ban nhạc á hả? Đúng rồi. À không, lúc ban nhạc thì là quen nhau thôi. Còn lúc ban nhạc hết làm nhóm rồi thì lúc đấy là mới cưới. Sau đó thì hình như là cái câu chuyện của mình cũng chuyện tình tan vỡ hả? Đúng rồi, tan vỡ. Nhưng mà cái cơ duyên nào thì lại đẩy đưa ca sĩ Hoàng Hiệp đi qua Mỹ? Chuyện mà Hoàng Hiệp qua Mỹ thì nó cũng hoàn toàn là một sự tình cờ. Tháng 7 năm 2013 thì lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn cũng muốn kiếm một người ca sĩ mà có khả năng hát tiếng Mỹ tốt. Thì cũng casting thì cũng có nhiều ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn lúc đó casting lắm. Thì Hiệp là được một người là được chọn. Tại chứng tỏ thời điểm đó là ca sĩ Hoàng Hiệp là anh đã vốn liên tiếng Anh đã rất là giỏi. Đúng rồi, tại vì Hiệp học tiếng Mỹ từ 12 tuổi, từ lúc còn nhỏ xíu rồi. Bởi vậy cho nên Hoàng Hiệp nghĩ đúng là mọi sự sắp đặt ở trong cái cuộc đời của mình nó có nhiều cái sự thăng trầm, có những lúc cũng khúc quanh mà mình vất vả, mình thất bại, nhưng mà rồi sau đó thì ông trời lại mở cho mình một cánh cửa khác. Và cái cơ hội để Hiệp Hoàng Hiệp qua Mỹ cũng là một cái cơ hội rất là mà bất ngờ mà cũng không ai nghĩ tới. Qua đây là cuối cùng là gặp được tình yêu của mình đó. Đúng rồi, qua đây rồi Hoàng Hiệp lại dành thời gian để đi nhà thờ. Rồi làm ca trưởng ở nhà thờ thì cũng gặp vợ đó luôn. Ở trong ca đoàn luôn. Anh Hoàng Hiệp hiện tại là đã định cư ở Mỹ được bao nhiêu lâu rồi ta? Đến nay là được 8 năm rồi. Wow, lâu dữ vậy đó. Đúng hả rồi. Cái lúc mà thời điểm mà anh đi qua Mỹ á, cái lúc đầu mà bắt đầu đặt chân Mỹ mà mình khi mình quyết định mình sống ở đây á, thì cái cuộc sống của Hoàng Hiệp lúc đó có bị sốc không? Có bị có những cái gì thăng trầm và công việc đầu tiên của mình khi đặt chân ở Mỹ là mình làm công việc gì? Thực chất là cái khoảng thời gian đầu tiên mà Hoàng Hiệp qua Mỹ thì cũng rất là may mắn là được ở với anh Bằng Kiều, với mẹ anh Bằng Kiều. Thì cái khoảng thời gian 1.5 năm đó thì anh Kiều cũng có giới thiệu cho Hoàng Hiệp đi show
mặc dù mình không đi show nhiều nhưng mà lúc đó mình cái nhu cầu của mình chưa có nhiều, rồi nghĩ cũng nó cũng đủ để trang trải những cái nhu cầu hàng ngày. Rồi dần dần sau 1.5 năm thì Hoàng Hiệp xin phép bà nội và anh Kiều đi ra ở riêng để tự lập, thì lúc đó mới bắt đầu khó khăn. Lúc đó là mình phải đi mướn, đi share phòng, mướn một cái phòng, thực chất là một cái garage. Đó, mình mướn một cái garage. Trời ơi, nhớ lắm, mùa đông nó lạnh, tại vì garage mà. Mình phải mua cái máy sưởi ở trong Walmart ấy, có mấy chục đồng ấy, xong rồi sưởi thì nó mới đỡ. Rồi mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nóng. Mà ở ngay gara hả? Nếu mà tại vì lúc thời điểm đó anh cũng là một ca sĩ mà anh ở gara như vậy thì đó là do mình không có tiền, điều kiện sao mình phải thuê gara, mà tại sao mình không thuê một cái phòng nó mắc hơn một chút xíu thôi? Gara thì nó rộng lắm, cái phòng của mình nó rộng lắm. À là mình thích, tại mình thích rộng. Đúng rồi, nó rộng, nó rộng. Thì tại vì cái garage đó là người ta đã làm thành một cái phòng rồi. À là trong đó cũng có bedroom. Đúng rồi, có mọi sự hết. Thì lúc đó thì cái cơ hội hát lúc đó nó cũng không còn nhiều nữa. Mà chỉ đi hát cuối tuần thôi thì mình thấy cái khoảng thời gian mà những cái ngày trong tuần ấy thì nó bị uổng quá. Thế là Hiệp mới bắt đầu xin đi làm thêm. Thì làm lúc thêm đó rồi. Là Nguyễn Hồng Nhung cũng mở cái tiệm phở, nhưng mà xa lắm, thì Hiệp lên làm quản lý tiệm phở ở tuốt tận trên Valencia. Mỗi một ngày mà lái xe từ đây lên đó bình thường ấy thì mất 2 tiếng, còn bữa nào mà kẹt xe mà 4 tiếng ngồi trên freeway là bình thường à. Đó cực là bằng đi Las Vegas luôn còn gì đó. Nhưng mà mình vẫn thầm cảm ơn tất cả những tấm chân tình của anh Kiều, của Nhung, của Nguyễn Hồng Nhung đã tạo điều kiện cho mình có được cái công ăn việc làm trong cái quãng thời gian đầu tiên. Tại vì để mà ca sĩ ở Mỹ mà chỉ chăm chăm về cái việc đi hát không thôi thì không đủ sống đâu. Tại vì cái nhu cầu ở đây nó nhiều, mình khi mà mình đã tự lập rồi thì mình sẽ cảm thấy rằng là nhu cầu ở đây nó sẽ rất là cũng nhiều. Còn chưa kể phải gửi tiền đúng cho rồi gia đình. Lúc đó thì con cái, 2 đứa con ở Việt Nam vẫn chưa qua, thì mình cũng vẫn phải gửi tiền về để cho các con có tiền ăn, tiền học nữa. Thời đó điểm đó là anh thuê cái gara như vậy anh ở trong bao nhiêu lâu? Hiệp ở trong gara được cỡ khoảng độ 1 năm. Một năm? Một năm. Thì chịu không nổi bung luôn? Không có, thì xong rồi lúc đó thì Má Ngọc, Má nuôi anh Hoài Linh ấy, Má Ngọc nói là: "Ủa tại sao mày ở gara như vậy, thôi mày về, tao cho mày share một cái phòng." Thế là về ở với Má Ngọc. Thời gian nữa? Một thời gian nữa. À, nói chung là Má Ngọc cũng thương, Má Ngọc cũng giúp đỡ cho Hiệp cũng nhiều lắm đó. Nhưng mà mặc dù mình cực thế nào đi chăng nữa, nhưng mà thật sự qua đây thì phải nói thật với quý, ngày hôm nay mình có cái quãng thời gian mà rông dài để ngồi nói chuyện với Thúy Nga, thì không phải là mình ôn nghèo kể khổ nữa, nhưng mà thật sự tất cả mỗi một chặng đường của Hoàng Hiệp ở Hoa Kỳ, bên cạnh những cái cực thì ở đây ai cũng cực rồi, nhưng mà mình được một cái sự may mắn là luôn luôn có quý nhân phù trợ. Đó là một trong những cái điều may mắn nhất ở trong cuộc sống của Hoàng Hiệp đến giờ phút này. Những cái bước thăng trầm của anh Hoàng Hiệp á, cái thời điểm đó đó, anh có cảm giác là mình sai lầm khi chọn cái nước Mỹ này để mà nơi để mình lập nghiệp không? Nhớ lại những cái lúc mà nằm ở garage ấy, thì cũng có, mình tủi thân chứ, rất nhiều lần tủi thân, nhớ con vẫn ở Việt Nam, rồi nhớ mẹ, nhớ gia đình ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình đã có sự chọn lựa rồi, gọi là mình đã quyết tâm mình đi rồi, thì mình về, không lẽ mình lại về trong sự thất bại à? Đó, cho nên là Hoàng Hiệp quyết tâm, tại vì Hoa Kỳ, đất nước Mỹ là một đất nước của cơ hội. Có rất nhiều cơ hội, cái quan trọng là mình có biết nắm bắt được cái cơ hội đó hay không, và mình có cố gắng hết sức để mình nắm bắt cơ hội, để mình biến cái cơ hội đó thành cái vận may cho mình hay không. Đúng rồi. Có những người ấy, có những người thì người ta nghĩ rằng là nó cực quá thì người ta muốn về, nhưng mà có một cái thú thực là như thế này: khi mà mình cảm nhận được cái giá trị của cuộc sống thực sự bằng cái sức lao động của mình, bằng cái sự cố gắng của mình, thì những cái thành quả lao động của mình nó lại được trả xứng đáng với những cái sự cố gắng của mình. Bởi vậy cho nên là Hoàng Hiệp thấy đó là một cái điều may mắn khi mà mình được đặt chân tới Mỹ,
được sống ở đây và được gọi là mình giống như là mình được lao động và cống hiến ở đây. Nãy giờ trò chuyện với Hoàng Hiệp rất là nhiều rồi, bây giờ tới phần là mình khám phá bếp. Tại vì nghe nói là Hoàng Hiệp cũng là một người cha rất là mẫu mực, quý vị, vừa dạy nhạc này, vừa lo cho con, lại vừa biết nấu ăn nữa. Thì bây giờ mình vô mình khám phá tới cái phần bếp đi. Ok. Wow, cảm ơn đôi vợ chồng Son đã đãi cho Thúy Nga một bữa ăn rất là thịnh soạn ha. Đây là Hiệp hôm nay làm món gì vậy? Đây là cơm chiên cá mặn rồi mực chiên nước mắm. Mực chiên nước mắm, nước mắm luôn à. Đó, nhưng mà có tẩm bột. Dạ, có cái này là xá xíu à? Xíu mại. Xíu mại. Canh này là canh chay, nấm với mướp thôi. Nấm với mướp thôi. Dạ. Đó, bà xã thì đi làm, Hoàng Hiệp vừa ở nhà phụ trách lo cho con hả? Dạ. Rồi còn phải nấu bữa ăn thịnh soạn như vậy nữa. Thôi bây giờ bên trong mình nhào vô mình ăn đi ha. Rồi. Để cho dạ. Nga xin gì? Thưởng thức cái món ăn này của anh Hiệp. Có ớt đi Nga nha. Đó. Thôi đừng nói cho ăn ớt trên này, mắt công ta nghĩ là phụ nữ mà ăn ớt nhiều là ghen lắm. Để ghen lắm nữa mình hỏi Quỳnh coi. Em cũng ăn ớt nhiều lắm chị. Vậy hả? Vậy dạ. Hiểu rồi đó. Vậy là hiểu em cũng rất là ghen phải không? Rất là ngon ha. Thường thì bà xã Hoàng Hiệp làm nghề gì đó? Em làm văn phòng ạ. À. Em làm kế toán. Dạ. Rồi mỗi ngày là cứ đi làm. Rồi ở nhà là anh Hoàng Hiệp sẽ là người thấy khe con cái. Rồi sao không rõ chưa kìa. Em là người đàn ông đảm đang. Thường á, phụ nữ ở đây á, họ rất là sợ yêu đàn ông ở Việt Nam qua. Tại vì người đàn ông Việt Nam, ở Việt Nam qua họ hay vẫn còn cái máu gia trưởng, mà nhất là đàn ông người Bắc nữa. Nhưng mà tại sao mà Phương Quỳnh làm gì mà một bước mà anh Hoàng Hiệp ảnh lại chuyển đổi một cách rất là uyển chuyển như vậy ta? Là do tình yêu hay là do vì biết cách hòa nhập cuộc sống ở đâu? Không phải đâu, qua Mỹ cực lắm. Cho nên là thôi mình phải học. Mình cũng thích nấu ăn nữa. Cho nên là mỗi ngày một chút xíu cua đổ bà này á. Bằng món gì biết không? Món gì? Bún đậu mắm tôm. Ôi, cái món nó rẻ tiền lắm luôn. Bởi vậy. Nhưng mà cái thời đó á, ở đây ở Mỹ làm gì có ai biết làm đâu. Chưa có. Nhưng mà Hoàng Hiệp là người Bắc đúng không? Nhưng mà cô này người Nam là tại sao lại thích ăn bún đậu mắm tôm người Bắc ta? Ba của Quỳnh là người Bắc. Là chinh phục ba bằng món đó. Không chinh phục cô này đã. Nhưng mà ba của Quỳnh là người Bắc. Bắc á. Nhưng mà đó là lần đầu tiên, lúc mà anh Hiệp là lần đầu tiên em ăn bún đậu mắm tôm luôn. Trước giờ mày chưa được ăn luôn. Dạ. Ăn mà mê hả? Dạ. Bún đậu mắm tôm của tôi là fancy hơn bún đậu mắm tôm ở nhà hàng nhiều. Mình làm chả cốm này, rồi mình làm nói chung là nó không như làm kỹ lưỡng. Nó không như mấy cái món ở ngoài kia làm đâu. Bây giờ cho Nga quay ngược lại một chút xíu đi. Cái cơ duyên nào mà hai người được gặp nhau vậy ta? Tụi em gặp nhau ở trong nhà thờ. Dạ. Hiệp là ca trưởng của ca đoàn, còn em là ca viên. Ca viên thì lúc gặp nhau là đổ liền hay là lúc gặp nhau là ghét hay là sao? Lúc gặp nhau là ghét á, em nghĩ cái câu mà ghét của nào trời cho của đó là đúng á chị, đúng với trường hợp của em. Ủa thiệt hả? Dạ. Là ghét là vì sao? Ổng dễ thương quá mà, Nga thấy ổng hiền lành mà. Dạ không, cái lúc lần đầu tiên thì cũng không có dễ thương lắm đâu, kiểu là cũng hơi kiểu là kênh kiểu lắm. Tại đây hả? Dạ, thì em nhìn thấy, với lại tại vì em là người miền Nam. Và cả đời mình ở sống ở Sài Gòn á, chưa bao giờ một lần ra Hà Nội, chưa bao giờ ra ngoài Bắc hết. Cho nên là lần đầu tiên gặp một người ở Hà Nội rồi kiểu nghệ sĩ á, thì mình nghĩ là người ta cũng sẽ kiểu trăng hoa lắm, cho nên mình cũng không có thích lắm á. Cũng không để ý. Dạ không để ý lắm. Cái dòng không để ý mà ghét là càng giống như bị chú ý đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó anh Hiệp làm cái điều gì mà cuối cùng là Phương Quỳnh bị đổ vậy? Mình ở trong ca đoàn, mình là ca trưởng mà. Rất là chảnh chẽ. Không phải mình không hề chảnh một tí xíu nào cả, nhưng mà mình phải làm ra cái bộ. Tại vì nếu như mà mình đứng ở đó để mình gọi là giữ nhịp để cho mọi người hát, mà mình gọi là bỡn cợt quá là người ta không nghe. Thì mình phải nghiêm túc. Đúng rồi. Mặt lạnh lùng. Xong rồi gặp mình bắt đầu mình đứng ở trên này mình bắt đầu tia chứ. Có tia. Đúng rồi. Xinh quá mà thật sự hôm nay là ngay gặp bà xã Hiệp thấy tia, xinh. Tia. Rồi. Mà mình biết lúc đầu mình biết là Quỳnh cũng không ưa gì đâu.
dễ thương. Không ưa gì đâu. À, nên là cố tình. Đấy là càng chảnh hơn nữa. Để cho nó ghét thiệt. Rồi đến lúc lợi dụng lúc sơ hở, mình chỉ một cái thôi là gục rồi. Là vụ gì vậy trộn hết? Tò mò dễ sợ luôn. Tại lúc đó mình làm điều gì vậy? Cho người ta thấy cái gọi là bộ mặt thật của mình, là mình dạ. là giống như là cái mình nghiêm túc, đúng rồi, mình không, cái nghiêm túc nó là cái là để mình gọi là mình làm công việc của mình thôi. Còn khi mà mình cho người ta thấy bộ mặt thật của mình là mình cũng nham nhở lắm, lúc đấy là thôi xong. Trời dễ thương vậy. Tự nhiên cái của phụ nữ lại thích nghiêm túc chứ sao tại sao lại thích nham nhở ta? Đấy, bởi vậy bà này cái gu lạ lắm. Bà nè, nghe hỏi nè, cái thời điểm á mà lúc mà anh Hiệp anh cua Phương Quỳnh á, Phương Quỳnh có biết ổng đã từng có gia đình mà có con rồi đã đổ vỡ gì chưa? Thật ra thì em nghĩ là trước khi mà mình tới với một người nào, mình có ý định tới một người nào, lúc nào mình cũng phải tìm hiểu trước. Thì thật ra là lúc đó em đã tìm hiểu rồi, nhưng mà em cứ làm như là em không biết gì hết, tại vì em muốn người ta phải tự nói ra. Chứ em không có muốn là mình kiểu mình nói em biết hết rồi như vậy. Trời cũng hay chứ ha. Dạ. cũng nghiên cứu rồi đó hả? Dạ, có, mình có nghiên cứu nhưng mà mình cũng đợi coi khi nào người ta nói. Vậy dạ. Chính ra cô này cô cũng kỹ càng hơn Thúy Nga. Chứ Thúy Nga mà yêu rồi là mù quáng lắm, không cần biết quá khứ. Phương Quỳnh thua anh Hoàng Hiệp bao nhiêu tuổi ta? Đúng một con giáp. Dạ. Wow, là hai người bằng là cùng cái cùng mạng tuổi đó. Dạ. Cùng là tuổi ngọ. Cùng là tuổi ngọ nên là cùng nhau chạy nước rút là có hai đứa luôn rồi đó. Dạ. Thì là theo như Nga biết á, những người mà theo đạo Công giáo á, là người con gái là phải lấy chồng giống như là chỉ có một đời, hay là cái kiểu giống như là lấy cái kiểu giống như là không bị một cái vết gì của cái người đối phương á, thì lúc đó làm sao mà Phương Quỳnh chinh phục được gia đình để mà thuyết phục cho gia đình chấp nhận anh Hiệp? Em nghĩ thật ra lúc đầu thì cũng có sự khó khăn chứ không phải là không, tại vì em cũng là con duy nhất trong gia đình nữa. Trời ơi, vậy hả? Chỉ có mình em thôi, gia đình cũng có mình em thôi. Thì khi mà mình về, mình cùng với anh Hiệp về nói chuyện với ba mẹ là ba mẹ là đây là bạn trai của con, rồi anh ấy cũng đã từng có một đời vợ trước, rồi có hai đứa con riêng nữa. Thì ba mẹ em cũng lúc đầu cũng thật ra cũng hết hồn đúng rồi, cũng hết hồn. Nhưng mà ba mẹ em cũng may mắn là cũng là một cái người rất là mở, thoáng. Dạ đúng rồi, rất là thoáng. Cho nên là thật ra cái lúc đầu thì chưa ai có thể chấp nhận liền được, nhưng mà thời gian dần dần á thì là Hoàng Hiệp chinh phục bằng cái món bún đậu mắm tôm đó. Với lại cái chân tình nữa, mình đến với nhau chân tình thì em nghĩ cũng không, mà thời gian cũng không phải là ngắn, cũng phải ít nhất 3 năm, tụi em quen nhau 3-4 năm gì đấy thì mới là yêu nhau 3-4 năm luôn. Dạ, mới bắt đầu mới tiến đến hôn nhân. Dạ đúng rồi. Mà cái thời điểm đó là anh Hiệp là vẫn còn có nhiều khó khăn trong cái cuộc sống đúng không? Là Phương Quỳnh có chứng kiến được không? Nhiều lắm chị. Em phải nói là em có thể nói là em chứng kiến anh Hiệp từ lúc mà không có gì hết, trắng tay không có gì hết. Có nghĩa là khi mà em gặp ảnh là coi như là bắt đầu anh mới tâm sự là bây giờ thật sự là kiểu kinh tế cũng không có, nghề nghiệp cũng chưa ổn định, gia đình thì càng không có một người thân nào hết, nhà cửa cũng không, tất cả mọi thứ đều là con số không. Thế bây giờ nhiều khi nghĩ là em cũng không biết là em với ảnh trải qua cái chuyện đó như thế nào. Có thể lúc đó em còn trẻ cho nên là em có niềm tin. Chứ nếu như mà anh Hiệp gặp em cái lúc mà có thể em vững vàng rồi á, thì mình cái suy nghĩ mình lại khác. Nhưng mà khi mà mình trẻ em thấy là mình không có gì ngoài cái niềm tin và thời gian của mình dành cho tình yêu nữa. Dạ đúng rồi, tình yêu mãnh liệt nhau, nó vượt qua nhiều cái chông gai. Dạ. Thì Nga nghe nói có một thời điểm là anh Hiệp bị một cái tai nạn. Dạ. Là cái câu chuyện đó làm sao có thể chia sẻ cho Nga? Trong cái bữa mà đi sinh nhật anh Trần Quốc Bảo á, trên đường đi về thì chị Thảo, vợ của anh Tuấn đến đón hai anh em, tại vì sợ nghĩ là đi sinh nhật thì hai anh em sẽ uống. Thế bà vợ anh Tuấn đến đón. Thế chị tới chị đón, xong rồi trở về. Trên đường về thì bị một cái xe nó tông ngang, nó đúng là T-bone luôn. Tông ngang thế này, cái xe của mình là upside down mấy vòng, đập vào cái cột điện rồi mới dừng lại. Lúc dừng lại là cả bốn bánh xe nó ngửa lên trời như thế này. Ôi, cái gì mà ghê vậy? Tức là nó tan nát, cái xe nó bẹp rúm, nó tan nát luôn. Cái xe đó họ chạy ẩu, họ tông cho mình, coi như là họ vượt đèn đỏ là đúng không? Được cái xong là mình là không có lỗi gì hết. Không có lỗi gì hết. Trời ơi, mà có một cái như thế này này, ba người trong xe không ai bị làm sao.
Nhưng mà sao có lúc lúc lật như vậy là mình hết hồn, mình cảm giác cái khoảnh giống như là mình đang ngồi nói chuyện này xong bùm một cái. Mình không có đỡ được luôn. Mình không biết một cái gì xảy ra luôn. Thế là cái lúc mà xe nó upside down ấy thì mình vẫn không còn không biết chuyện gì xảy ra, thấy nó tối om xong hỏi làm sao như này. À, mình vừa mới bị đụng xe đấy hiệp ạ. Thế lúc đấy bắt đầu tại vì mình chổng ngược lên như này. Mới chui ra. Không, đâu có đã chui ra được đâu. Thế là mọi người mới bắt đầu tháo seat belt ra. Thì mới bắt đầu mình nằm xuống cái nóc xe. Ở trong xe thì mình nằm ở nóc xe như này. Lúc đấy bắt đầu thấy đau. Mình bị hiệp bị một cái bị nứt một cái xương sườn. Lúc đấy thấy đau lắm mà tại vì nó đau xong mình thấy đau hết cả cái lưng ở cổ. Thế là cảnh sát nó tới. Rồi ambulance tới, nó đập kính xe rồi nó cho nguyên một cái cáng vào trong đó. Xong nó buộc người, buộc cổ đàng hoàng ấy, xong nó mới kéo ra. Ở bệnh viện, thế sáng hôm sau ra viện, bình thường. Trời ơi, vậy hả? Là thời điểm đó là Phương Quỳnh đã chính thức đến với lại anh Hoàng Hiệp chưa? Hay là mới chỉ quen nhau sơ sơ? Dạ có rồi, chính thức đến được khoảng hơn một năm rồi đó. Cái lúc, dạ, cái lúc mà tại vì em là người đưa anh Hiệp tới cái tiệc đó. Xong em đi về, em không ở lại đó. Xong rồi cái em đang ngủ nhá, nửa đêm em nhớ hoài luôn cái cảm giác đó, lúc đó là 2 giờ sáng em miss call anh Hiệp gọi từ anh Hiệp lúc đó là được đưa vào nhà thương rồi. Thì anh Hiệp lấy cái phone của nhà thương gọi cho em thì miss call, cái xong gọi cái cuộc thứ hai thì em không, em cũng bị miss nhưng mà em nghe lại cái voicemail á chị. Dạ thì em nghe cái giọng ảnh run run, ảnh nói là em ơi anh bị đụng xe rồi, em ơi anh bị đụng xe rồi, coi như là lúc đó tay chân em nó run. Nửa đêm, chị tưởng tượng nửa đêm mà tự nhiên một cái cuộc gọi tới nói người yêu mình đang bị đụng xe rồi phải vào bệnh viện này kia. Em sốc hoàn toàn luôn, có nửa em bắt đầu, mà em không, ảnh không nói với em là nhà thương nào hết. Ảnh chỉ nói được đúng cái câu đó xong ảnh cúp máy. Thế là bắt đầu em phải đi tìm, em bắt đầu em Google, em lên em tìm coi là cái số phone này là của nhà thương nào. Đó vậy đó, xong em gọi ngược lại cho nhà thương em hỏi là có phải là anh Hiệp, có tên là Hiệp, có người nào tên là Hiệp vừa mới được nhập viện hay không. Đó thì bắt đầu cái đó em chạy 2 giờ, khoảng 2-3 giờ sáng em chạy một mình em lên bệnh viện. Rồi trong cái quá trình đó là trong cái vụ mà tai nạn của anh Hoàng Hiệp như vậy á, thì là cái tình yêu nó nảy nở sâu sắc hơn hả? Hay là tại sao lại để đưa là hai người lại càng kết nối với nhau bền chặt hơn? Trời ơi, sau đó bỏ nhau lên, bỏ nhau xuống mấy lần đấy. Ủa vậy? Thì tất nhiên cái couple nào thì cũng gây lộn rồi. À, là có gây lộn. Dạ. Có gây nhiều lắm. Nhưng mà em nhớ hoài một câu, em không biết là anh có nhớ hay không nhá. Nhưng mà có em nhớ một câu là có một buổi sáng khi mà cái vụ này nó xong, cái vụ xe nó được luật sư làm việc xong xuôi rồi thì mình được đền bù 10.000 á. Anh Hiệp chạy qua, anh Hiệp nói với em là em ơi có tiền làm đám cưới rồi, em ơi có tiền làm đám cưới rồi. Trời. Ờ em nghe câu đó em thương dễ sợ luôn, em nói thật. Tại vì lúc đó hai đứa nghèo lắm, lúc đó em còn đi học nữa. Vậy hả? Em chưa đi làm mà anh Hiệp cũng không có một cái công việc gì hết. Đúng rồi. Mà nhờ cái tiền đụng xe để làm đám cưới. Trời ơi thương quá vậy trời. Cái câu đó trời ơi, rất là cảm động á. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà sau cái đám cưới thì là cuộc sống sao? Nó có nhiều cái gọi là làm cho Hiệp với lại Phương Quỳnh thấy khó khăn không? Khi mà bắt đầu lấy nhau thì cũng có những cái sự khó khăn. Nhưng mà dần dần khó khăn nó cứ được tháo mắc dần dần ấy. Lúc đầu cưới nhau về ở chung với ba mẹ. Ở chung với ba mẹ được một thời gian. Tại vì lúc đó cưới xong thì là chuẩn bị có con. Chuẩn bị có con thì ba mẹ cũng lo là không biết là hai đứa có đủ lo lắng cho con được không. Rồi dần dần xong rồi lúc sinh con bé ra thì ở với ba mẹ được khoảng hơn một năm, chăm sóc cho nó một thời gian thì nó thì cũng xin phép ba mẹ là thôi cho tụi con ra ở riêng. Hai vợ chồng mướn một cái apartment, lúc đó như nhớ mướn 1.700. Trời ơi, tính đi tính lại thiệt tình 1.700 một tháng không biết con được hay không, tôi cứ đâm liều. 1.700 là còn phải chưa kể tiền bill ga điện nước đúng rồi, đó là tính rồi. Ra là phải thêm 500-600 nữa. Xong rồi cộng với tiền mua thêm một cái parking lot, tại vì một cái apartment một phòng ngủ ấy, thì nó chỉ được một chỗ đậu xe thôi. Phải mua thêm, mua thêm một chỗ đậu xe nữa, một tháng mất 150 hay sao ấy, 150 đồng nữa, cộng add on các thứ cũng một tháng 2.000+. Ở được tháng 7 đến tháng 2 thấy 2.000+ thì mình thấy bị điên quá. Đi mướn trả tiền nhà 2.000+ một tháng điên quá rồi. Hay là thôi cố gắng mua một cái condo. Tức lúc đầu chỉ tính là mua một cái condo thôi. Không, thật ra lúc đầu chỉ tính mua mobile home. Mobile home. Để cho nó đỡ. Nhưng mà tính đi tính lại mobile home mình vẫn trả 1.000+ tiền thuê đất một tháng. Xong cuối cùng là mua cái nơi này luôn hả? Ồ hay ha.
dần dần mọi sự. Đúng, cũng không ai nghĩ là hai vợ chồng trẻ lấy nhau đúng hai bàn tay trắng luôn. Cũng may là hai vợ chồng cũng nghe nhau cho nên là tiết kiệm. Thế là mình cũng dành dụm để mua được căn nhà. Đến ngày hôm nay mình vẫn cảm nhận một điều, mọi sự may mắn mà giống như mình được sắp sẵn những cái như vậy nữa. Ngay cả cái việc đón hai đứa con qua. Ồ, là hai người con của Hiệp cũng qua đây luôn rồi. Ồ, coi như là trong nhà này bây giờ thành viên rất là đông nha quý vị. Bây giờ là hai vợ chồng trẻ, hai người con riêng của anh Hiệp và hai người con của anh Hiệp với lại Phương Quỳnh. Cái thời gian đầu mà khi mà con của anh Hoàng Hiệp mà qua sống chung á, có làm cái gì mà trở ngại cho Phương Quỳnh không? Ví dụ như người ta hay nói là con anh con em rồi mẹ ghẻ con chồng rồi đại loại vậy đó. Thật ra cái câu hỏi đó em nhận được rất là nhiều. Trước khi mà hai bé nó sang á thì cũng rất là nhiều người hỏi em là em có suy nghĩ kỹ chưa? Em có nghĩ là em chịu được không hay là em có chấp nhận được không? Vậy đó, nhưng mà thật sự cái thời điểm đó em không nghĩ gì hết. Em cũng không biết cái này là cái tốt của em hay là cái dại của em, nhưng mà thật sự lúc đó em không nghĩ gì hết. Rồi tới lúc mà em cứ nghĩ là mình cứ làm tốt nhất có thể thôi, rồi mọi chuyện như thế nào cũng được. Rồi xong rồi tới lúc mà hai bé sang rồi thì em cảm thấy tới thời điểm này thì em thấy hai bé qua được một năm hơn rồi và chưa hề có một cái chuyện gì xảy ra hết. Và em cảm thấy mọi thứ rất là đang vui vẻ, cả nhà em đang rất là vui. Tại vì hồi trước anh Hiệp đi show á thì em ở nhà một mình, tới lúc có con thì em ở nhà đó hai mẹ con thôi. Còn bây giờ mỗi lần anh Hiệp đi show ở nhà đông vui lắm, bốn người và bốn đứa con với một mình em rồi đi shopping chung với nhau, mọi thứ rất là vui vẻ. Thì em nghĩ nó không phải là một cái vấn đề, nếu như mà mình không nghĩ nó là vấn đề thì mình đừng có đặt cái vấn đề gì nó nặng quá. Thì nãy giờ thì trong cái buổi ăn ngày hôm nay nè, nghe thấy là Phương Quỳnh là một cái người con gái rất là thương chồng luôn và rất là giống như là chấp nhận chia sẻ những cái đắng cay ngọt bùi với lại anh Hoàng Hiệp. Và câu chuyện tình yêu ngày hôm nay đẹp là do Nga thấy là Phương Quỳnh kể rất là nhiều. Thì Nga biết là cái tình yêu của Phương Quỳnh dành cho anh Hoàng Hiệp rất là nhiều. Nhưng mà nãy giờ Nga không có thấy Hoàng Hiệp chia sẻ một cái điều gì. Bây giờ với cái chương trình gõ cửa ngày thăm nhà ngày hôm nay thì Hoàng Hiệp có một cái lời gì mà có thể chia sẻ với vợ ở trên cái chương trình này để mà cho khán giả được cảm nhận được cái tình yêu của anh dành cho bà xã của anh không? Cảm ơn Thúy Nga đã hỏi cái câu hỏi về bà và giống như là cho Hoàng Hiệp có cơ hội để được nói lên cái nỗi niềm. Thật sự đối với Hoàng Hiệp bây giờ cái sự nghiệp lớn nhất là gia đình, và Hiệp cũng làm tất cả mọi việc để làm sao để vợ con mình có cuộc sống tốt hơn, có nhiều cái cơ hội để sống tốt hơn nữa. Thật sự tất cả mọi cái mà Hiệp có được ngày hôm nay, đây là một cái người mà đồng hành, rồi đây là một cái người mà đã chấp nhận mình, even kể cả mình là cũng hai bàn tay trắng mà có một người đã chấp nhận mình như vậy, thì đây là một cái báu vật mà mình sẽ phải giữ suốt đời. Anh cũng không biết nói gì hơn cả thôi. Bây giờ làm sao, cố gắng làm sao để vợ chồng mình sống nó vui vẻ, bình an hàng ngày. Anh sẽ cố gắng để làm tốt nhất cái khả năng có thể của mình để cho gia đình mình bình an, hạnh phúc, các con không phải thiếu thốn gì hết cả. Cảm ơn anh Hoàng Hiệp. Bữa ăn hôm nay rất là ngon và Nga cũng rất là cảm ơn Hoàng Hiệp với lại Phương Quỳnh đã chia sẻ một câu chuyện tình yêu rất là đẹp. Giữa một cái thời đại hiện tại này là gọi, người ta gọi là 4.0 hả, là tất cả các thứ đều hiện đại, đều cái gì cũng phải thực tế, nhưng mà lại có một cái tình yêu rất là lãng mạn, rất là dễ thương. Nga cảm ơn hai người rất là nhiều ha. Thôi bây giờ đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến đây thì cũng đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà ngày hôm nay. Một câu chuyện tình yêu rất là dễ thương phải không quý vị? Quý vị ơi, nhớ đón xem chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà vào mỗi buổi tối thứ năm hàng tuần trên HTV7 vào lúc 10:30 nha. Bây giờ thì Thúy Nga và Hoàng Hiệp và Phương Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.